tất cả các anh em trên mọi miền tổ quốc nhá lời đầu tiên cho em xin gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả mọi người chúc cho tất cả các anh em luôn luôn khỏe nhá cảm ơn tất cả mọi người đã trong những quãng thời gian qua đã luôn luôn tin tưởng vào ủng hộ em thật sự là lâu lắm rồi em cũng muốn đứng trước một hơi đứng trước ống ống quay lắm rồi chắc mai ngày kia em sẽ làm một cái video em bán con máy rồi em sẽ đứng trước ống quay có khi tất cả các anh em đã quên mặt em mất rồi Hôm nay đây, em lại lâu lắm rồi em không bán máy ma 4TLV88, máy lắp trên con máy cơ giới nha anh em nhá. Lắp trên con máy cơ giới 5 năm. Thì hôm nay có một vị khách. Đó là anh anh anh, anh Đoàn, à anh Đạo. Anh Đạo anh ấy ở Thái Bình. À, trước đây anh hay, hay mua máy của em, anh ấy xem trên mạng cũng rất là nhiều, anh ấy mua của em một lần rồi. Thì cách đây 3 ngày ấy, anh ấy gọi điện bảo là em ơi, em chọn cho anh một con máy ma 4TLV88 để anh lắp lên xe. À, lắp trên con xe mà con con máy của anh thì anh không lên được anh tin tưởng anh giao tất cho em thì em chọn cho anh một con máy thật đẹp à, rồi trở xuống cho anh thực sự là tại vì mấy ngày hôm nay công việc của em bận quá anh em ạ Em không có thời gian để làm máy mà đến hôm nay đến hôm thứ ba đây em mới làm được máy để test máy và chuẩn bị lủ máy xong thì sẽ gửi video ra rồi trở máy xuống dưới Thái Bình cho anh đạo nhá một người rất là tin tưởng và anh giao hết cho em em làm sao đừng làm anh thất vọng là được và đây là con máy Giang ma 4 tlv 88 nắp trên con máy 50 con máy không biết là máy xúc là 50 là máy gì ạ. Em nghe nó thoáng qua anh ấy bảo là máy 50 rồi Thì theo quy trình em sẽ giới thiệu qua vòng tua và mã lực của con máy Gama 4TLV88 này cho tất cả anh em cùng mọi người cùng biết nhá. Con này là lòng của nó là 88 ly và nó lắp trên con máy Dusan 50 hay là cái loại DX Volvo cái thứ đều là máy 50 là đều là máy máy 4TLV88, 4TLV88 này bơm nó bơm trộm này. Thì con máy này là lòng của nó là 88 ly và mã lực của nó đây có nó có đây là vòng tua của nó là hai nghìn hai này nó rơi vào tầm khoảng ba mươi bốn mươi ps thôi anh em ạ ba mươi bốn mươi ps con này ạ à. con này ba mươi bốn mươi ps và vòng tua của nó là hai nghìn hai thì con máy này là nó đẹp ở đâu em sẽ quay cho tất cả anh em cùng xem và cùng biết nhá đây đầu tiên một con máy nó có đẹp hay không anh em phải nhìn tổng thể cái lốc của nó xem là nó có còn giữ được cái độ bóng và độ nguyên bản của nó hay không thì con máy này nó có đầy đủ hết là máy có còn lốc còn nguyên bản nha lốc đen xì luôn nguyên bản luôn lốc đen xì nguyên bản luôn nhá anh em nhá Đen xì và gioăng đáy các te chưa có này tất cả còn nguyên zin nhá gioăng gioăng lắp cabo vẫn còn nguyên zin này đây anh em xem này vòng tua 2002 này và à, cái quan trọng nhất đó là cái lắp quy lát của nó còn nguyên zin bảo hành lắp quy lát còn nguyên zin nhá đây lắp quy lát nguyên zin đấy anh em ạ lắp quy lát nguyên zin hết bảo hành đây trong này nó lắp quy lát nếu mà có sự can thiệp của cà lê nhá nó cái ốc này nó sẽ mất cạnh mất cạnh này anh em ạ cái ốc nó mất cạnh đây đây ốc nhái cái thứ là nguyên zin hết này hai bên dè lốc này đen xì luôn đây, máy này. Máy này là máy nghĩa địa nhá anh em nhá. Giang Ma 4 tv 8 Máy nghĩa địa anh em ạ. Máy đen xì cực đẹp luôn. Cái mặt đằng trước này cũng nguyên nguyên zin hết, tất cả đều nguyên zin hết nha anh em nhá. Hình thức của con máy này là quá ok rồi anh em ạ. Không thể chê vào đâu được rồi. Bây giờ em sẽ cho anh em thợ test lỗ để em gửi video cho anh Đạo ở Thái Bình nhá. Ok cái là chở xuống Thái Bình luôn. Lỗ đi em ơi. Để đây. Em ru luôn nhá không khói luôn là không đổ hơi luôn máy xin nhá qua êm không khói này không khói không đổi Dù luôn nhá. Không khó không đổ hơi nhá. quá êm luôn anh em ạ ra Ma 4 TLV88 nha Con này lắp trên con máy là 10 anh em ạ 50 55 Đây máy còn zin hết nhá Zin này chưa động một con ốc là luôn nhá Bảo hành máy zin luôn Vừa rồi Em vừa test nổ xong siêu phẩm Giang Ma 4 TLV88 Con máy đã lắp trên con máy cơ giới Cho anh Đạo ở Thái Bình nhá Em gửi video ok hết rồi anh em ạ Anh em bảo ok trả máy xuống cho anh đi Anh đang chờ từng giờ từng ngày một để lắp lên máy để anh cho máy đi làm máy lổ không có một tí khói không có một tí đổ hơi là luôn êm du luôn nhá anh em nhá em sẽ đăng video lên kênh nếu mà anh em có xem được video ấy anh em anh em hãy cho em một cái lượt đánh giá bình luận về hình thức bên ngoài chất lượng tiếng nổ của con máy này nhá xem nó có đẹp như đúng như lời em hưng đã nói không nhá anh, em nhá thực sự là nghe tiếng nổ của máy nhật giang ma máy nhật thì thực sự là nó vẫn có một cái điều gì đấy khác biệt thôi anh em ạ nghe tiếng nổ vẫn sướng tai đẹp thực sự luôn nghe êm du luôn nha, con này máy còn zin hết, đẹp, êm du luôn. Nếu mà anh em nào đang có nhu cầu mua máy thì anh em hãy điện vào điện thoại và trực tiếp vào hai số điện thoại của em hoặc là nhắn tin qua zalo hai số điện thoại của em, em sẽ tư vấn miễn phí cho anh em làm sao có thể chọn lựa được cái dòng sản phẩm nào nó phù hợp nhất với công việc và điều kiện kinh tế của mọi người nha. Và đặc biệt nữa là nếu mà cái video em đăng lên đấy nó chưa đúng với cái nhu cầu sản phẩm mà anh em đang tìm kiếm ấy thì anh em hãy ấn vào ô tìm kiếm trên góc màn hình điện thoại hoặc là góc màn hình tivi của mọi người vào cái phần mềm youtube này tiktok này google này tìm kiếm là động cơ ô tô hưng thịnh hoặc là động cơ ô tô hưng thịnh vp 88 nhá và trong đó sẽ ra năm cái cơ sở của em có đầy đủ tất cả các loại động cơ xe tải xe thùng xe ben xe khách xe đầu kéo máy múc máy đào máy công trình máy tàu thuyền ra biển đánh cá máy hút cát máy gặt bơ máy gặt tất cả các loại uh, cổ cát tất cả các loại cầu nhỏ cầu to số nhỏ số to nhá máy nhỏ máy to tất cả đều là hàng nghĩa địa đẹp hết giá cả hợp lý nhất cho tất cả các anh em có nhu cầu luôn và đặc biệt nữa là nếu mà anh em có mua hàng trên mạng ấy, anh em phải tìm hiểu thật kỹ, xem cái người mình đặt tiền mua hàng, người ta có cơ sở đồng hàng hay không và người ta có làm ăn uy tín hay không nha anh em nhé để tránh những trường hợp rất là nhiều anh em đã từng điện cho em bảo là em bị người này lừa, em chuyển tiền cọc cho người ta, người ta gửi hình ảnh video một con máy rất là đẹp nhưng bây giờ gửi vào là một con máy không đúng, bây giờ em không lấy thì mất tiền cọc mà em lấy thì mất ôm phải con máy không dùng được thực sự là rất là buồn. Tại sao ở những cái video nào em phải nhắc nhở? em không được cái gì cả, bò, nó ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của khách hàng. Để. con vui anh, đóng số bên này, máy bên đây này. à, này. khi mà những trường hợp như thế xảy ra nhiều, anh khách hàng người ta bị lừa nhiều vậy thì chắc chắn là khách hàng là sẽ mất lòng tin vào những người bán hàng trên mạng mà em là người bán hàng trên mạng rất nhiều. mà bây giờ vì một số thành phần như thế mà mình bị ảnh hưởng thì rất là bực và buồn. vì chủ yếu hàng của em bán trên mạng là dần dần là nhiều. Vì thế vì thế mà lúc nào cũng phải nhắc nhỏ nhắn nhủ với anh em là để cho anh em biết để không rơi vào những trường hợp như thế. Thực sự là rất là đáng trách và đáng buồn đấy anh em ạ. À. Anh em phải lưu ý nhá, đừng có hám rẻ nhá anh em nhá. Và em cũng xin lưu ý là nếu mà cái con máy của anh em hỏng hóc nó chưa nhiều ấy, anh em mọi người chưa cần phải thay máy ấy, anh em cần mua đồ đạc gì để thay ấy, thay của con máy này hay bất kỳ con máy nào khác, anh em chỉ cần chụp ảnh gửi mẫu qua Zalo là em đều có thể tháo ra và bán cho mọi người được vì trong những ngày tháng qua em bán rất là nhiều đơn đồ vặt gửi đi khắp các tỉnh trong cả nước luôn vì không ngờ nhu cầu mua đồ vặt của anh em lại lớn như thế có những anh em điện cho em và bảo anh ơi anh giúp em với anh bán cho em cái đồ vặt cái đồ này với cả bây giờ em tìm khắp đồ mới đồ cũ đều không có rồi anh mà không bán cho em cái đồ này thì xe em không chạy được máy em không nổ được giúp em thật sự với mọi người là bán cái đồ vặt chứ không là lãi bao tiền đâu nhưng nó giúp mình được quảng bá cái cơ sở của mình nhiều người biết đến cơ sở của mình hơn sau này nếu mà anh em có những nhu cầu hay là bạn bè của anh em có nhu cầu mua máy móc gì thì chắc chắn là anh em sẽ giới thiệu cho mình và đặc biệt nữa là những cái đồ đi theo máy ấy, là những cái đồ rất là tốt và bền vì... những cái đồ này á, là những cái đồ 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 bãi ấy, đồ bãi đó. những anh em thợ lâu năm người ta chỉ thích dùng những cái đồ bãi vì những cái đồ bãi ấy, nó ví dụ như chốc lốc với trục của nó lúc nào cũng đó nó cũng đủ cân đủ lạng vì thế mà cái uh, chất thép uh, cái chất thép của nó khác hoàn toàn với những đồ mới nhá. Những cái đồ mới là cái, cái đồ những cái đồ sắt pha gang ấy. Cái độ uh, độ cứng với độ dẻo dai nó sẽ không bao giờ bằng những cái 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 đồ đi theo máy này được này được nha anh em nhá. Vì thế mà anh em anh em không tin nữa anh em cứ hỏi những cái anh em thợ lâu năm ấy, người ta chỉ thích dùng những cái đồ đấy thôi. À. Như vậy là em đã test lỗ và kiểm tra xong con máy bốn uh, 4TV88 cho anh uh, đạo ở Thái Bình nhá. Bây giờ em sẽ cho anh em tháo dầu và tháo thay đổi một cái số đồ như anh mong muốn để em trở xuống thái bình cho anh đạo lời đầu tiên là xin chân thành gửi lời cảm ơn đến anh đạo ở thái bình nha. chúc cho ông anh mua con máy của em về dùng thật bền dùng thật tốt nhá mong sao lúc nào nó khỏe mạnh mang lại cái giá trị kinh tế nhiều hơn gấp nhiều lần số tiền mà anh đã bỏ ra để mua nó cảm ơn tất cả các anh em quý khách hàng đã tin tưởng và ủng hộ xem bỏ ra thời gian những cái thời gian của mình để xem và theo dõi những cái video của em nhá xin chân thành gửi lời cảm ơn xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo nhá